Quý khách hàng không thích nhà xây liền kề, quý khách hàng thích nhà xây độc lập diện tích rộng thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với căn nhà vị trí là thuộc quận Hà Đông, sổ đỏ, chuẩn chỉnh bàn giao nhà luôn. Diện tích gần 36 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, lại có ngõ gần với lại đường ô tô. Ngõ trước nhà tương đối là rộng. Và ngõ này thì ô tô nhỏ có thể vào tận cửa, được thiết kế và xây dựng duy nhất một căn. Hướng nhà ở đây là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng xây mới hoàn toàn, sổ đỏ về ở được luôn. Và mời quý vị theo chân ngói vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với thông số nhà, diện tích gần 36 mét, mặt tiền của ngôi nhà 3,8 m. Căn nhà này thiết kế tương đối là thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chắc hẳn quý khách hàng sẽ luôn hỏi rằng là tại sao nhà tốt lại quay nhiều vị trí nhà ở Yên Nghĩa đến như thế. Bởi vì sao? Nếu như mà tính mặt bằng chung về cái quỹ đất của các phường thuộc quận Hà Đông thì phường Yên Nghĩa, phường Đồng Mai, phường Biên Giang là một trong những phường còn nhiều đất nhất. Còn đâu thì hất lên mà phường La Khê này, Văn Phú này, rồi là mọi cái thì là không còn nhiều đất, cho nên thỉnh thoảng mới có một vài căn để em quay review cho quý vị thôi. Còn sau đây với căn nhà như thế nào thì mời mọi người theo em. Với phần cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà này thì đã hoàn thiện xong hết 100% theo đúng như hiện trạng, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở được ngay. Tầng 1 thiết kế công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, vậy nên quý vị nào đang hợp hướng Tây Bắc thì có thể liên hệ ngay với nhà tốt để sở hữu căn nhà xây độc lập này. Và giá bán thì chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi mọi người nha. Giá bán chỉ hơn 2 tỷ 2, sổ đỏ, bàn giao, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Từ vị trí này gần trường đại học Federica, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần đường vành đai 4 đang mở rộng, gần trục đường quốc lộ 6, xung quanh ngập tràn tiện ích đầy đủ cho quý vị. Chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, siêu thị, gần trạm y tế, gần ủy ban nhân dân phường, thuận tiện vô cùng và sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở đâu ạ? Đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân cũng được, mà đi làm theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương cũng được. Bởi vậy cho nên với cái vị trí này em sẽ lấy mốc của nó cách với lại ngã tư Sở khoảng tầm 13 km, cách với lại trung tâm Hà Nội Hồ Hoàn Kiếm khoảng tầm gần 20 km, cho nên mọi người có thể cân đối quãng đường đi để xem tầm tài chính của mình có nên mua ở đó hay không. Quay trở lại với ngôi nhà, đây là phần không gian phòng bếp với phần hoàn thiện tủ bếp xong hết chỉn chu cho quý vị. Về phần tủ bếp này, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ xong hết. Quan trọng là nếu như quý vị không thích nhà xây liền kề thì quý vị có thể mua những căn xây độc lập như thế này. Đó, tùy vào sở thích, tùy vào cái công năng của mỗi người, mong muốn của mỗi người. Màu sơn chủ đạo của những ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền của ngôi nhà là màu trắng vân đá. Ngoài tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, máy bơm, đó, vòi xịt, vòi rửa. Ở đây thì tất nhiên với căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước chắc chắn là phải lắp đặt đầy đủ rồi. Đây, như điện là quý vị có thể nhìn thấy, nước thì sử dụng là nước sạch sông Đà. Điện lực EVN Hà Nội riêng biệt nước sạch mọi người nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cầu thang, cổ trụ cầu thang thiết kế là gỗ, rồi là mặt bậc, cổ bậc cầu thang, ốp đá đen, cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị, với cái căn nhà này thì thiết kế cầu thang ở giữa. Tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi một tầng, hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Với căn nhà này trên phía tầng 2 thì chủ nhà thiết kế trần thường, không thiết kế trần thạch cao quý vị nhé. Có cửa sổ đây, thông thoáng. Gạch lát nền 60-60. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa thiết kế đầy đủ. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Cái căn nhà này ấy, thực tế ở trên sổ cũng như xây dựng nó hơi vát một chút ở phía mặt hậu, tuy nhiên nó không phải là thóp hậu mà nó chéo theo thửa đất,
Bởi vậy cho nên em đã chia sẻ rất là kỹ càng rồi. Còn nó cũng không gần đình, không gần chùa, không thấp hậu, không đường đâm. Gần như lỗ phong thủy thì không quá nhiều. Cho nên quý vị có thể cân đối về cái vị trí cũng như giá bán để quý vị có thể cân nhắc mình lựa chọn xem có nên đi xem hay không nhá. Đó. Thiết kế ở phần tầng 2, cửa sổ 2 lớp, thông thoáng, đầy đủ. Phòng vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh. Rộng, thoáng, chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cũng như quạt hút mùi, rồi thiết bị vệ sinh lắp đặt đầy đủ để quý vị sử dụng theo từng tầng. Đây là phần tầng 2 rồi, mời ngồi theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Ngoài năng lượng hiện tại ở phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà là ngôi nhà này có 4 phòng riêng. Đây. 4 phòng riêng thưa quý vị. Cửa sổ thông thoáng. Đây là phần phòng ngủ phía bên ngoài. Với cái phần phòng ngủ phía bên ngoài rất là vuông. Chỉ có duy nhất phía phòng ngủ bên trong nó hơi bị chéo một chút xíu thôi. Thực tế thì nếu như mà thiết kế nội thất vào thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều về cái mặt thẩm mỹ mọi người ạ. Đây. Còn thực tế nhà có sao thì em cũng quay review cho quý vị như vậy thôi. Tính từ vị trí này mà đi ra tới trục đường quốc lộ 6 nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,5 km, cách với khu đô thị Đô Nghĩa 2,5 km. Nên cũng không quá xa mà cơ bản là giá rẻ dành cho một ngôi nhà xây dựng. Nếu như quý vị có thể tính nhanh xây dựng một căn nhà độc lập như thế này nó đã là bao nhiêu tiền rồi, huống chi nó là cả nhà và đất mà chỉ có hơn 2 tỷ. Mời mình theo em tiếp theo lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 cũng như là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế sử dụng cho quý vị như sau. Đây là khu vực để máy giặt riêng. Đấy. Đầu chờ sàn thoát nước, đường cấp nước. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Đây. Tương đối là thoáng mát. Cửa sổ trước, cửa sổ sau. Đây là phía trên tầng 4 đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Riêng ở trên phía tầng 4 thì có ban công thoáng hướng ra phía bên ngoài. Và đây là địa hình xung quanh, dân cư, hàng xóm. Phần còn lại, sân phơi. Mời quý vị theo em ra phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung với cái tầm giá, diện tích, vị trí thì tương đối ổn, ngõ nông gần đường ô tô, xung quanh đầy đủ tiện ích. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây quý vị có thể nhìn mặt sau. Dân cư đông đúc, đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế xem là với cái nhu cầu như vậy thì có rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị khách hàng. Mà quy căn của bên Nhà Tốt thì có những căn nhà giá chỉ hơn 1 tỷ thôi. Cho nên mọi người đừng chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để được tư vấn và hỗ trợ tối đa nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.